Kim Kardashian mặc bikini style có cũng như không để tập gym, body đẹp như tượng tạc. Sau khi ly hôn Kanye West và quay về cuộc sống độc thân, Kim Kardashian có nhiều thời gian hơn để chăm sóc, làm đẹp cho bản thân. Ngôi sao truyền hình thường xuyên làm người hâm mộ bỏng mắt với những hình ảnh khoe body đẹp như tượng tạc ở tuổi 40. Mới đây, Kim Kardashian tiếp tục khiến dân tình há hốc khi chia sẻ khoảnh khắc tập thể hình với mái tóc bạch kim chói lóa và bộ đồ không thể nóng bỏng hơn. Có thể nói thân hình của Kim ngày càng hoàn mỹ khó tin với những đường cong nóng bỏng chuẩn đồng hồ cát. Vòng ba của cô không còn quá khổ như trước mà thon gọn hơn. Thay vào đó, vòng eo mới là tâm điểm chú ý. Nhờ tập luyện chăm chỉ, vòng eo của ngôi sao truyền hình thực tế đã đạt đến độ siêu thực. Đẹp không thua cô em người mẫu nổi tiếng. Vòng eo quá nhỏ khiến cho vòng 1 và 3 của Kim càng nổi bật sexy hơn nữa. Có thể thấy rằng thân hình của Kim đã mềm mại và nuột nà hơn trước rất nhiều. Nếu trước đây người ta chỉ chú ý vào vòng 3 khủng của cô thì hiện tại, vóc dáng bốc lửa của ngôi sao này lại trở thành niềm mơ ước của bao sao nữ trên thế giới. Nhiều khán giả suýt xoa ngưỡng mộ thân hình nóng bỏng của Kim và yêu cầu cô chia sẻ cách tập luyện, giảm mỡ để học tập theo. Phía dưới bài đăng, đông đảo fan hâm mộ suýt xoa với thân hình gợi cảm của Kim, đồng thời cảm thán đúng là phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại nàng siêu vòng 3 có thể bị hờ hênh phần nhạy cảm vì bikini cắt xẻ quá hiểm hóc. Cách đây ít ngày, netizen bàn tán xôn xao về tin đồn David Beckham tán tỉnh. Hôn hít Kim Kardashian khiến vợ nổi cơn ghen tuông. Cụ thể, trong bữa tiệc sinh nhật của Victoria Beckham, cô đã mời khá nhiều sao hạng A đến tham dự, trong đó có Kim Kardashian. Sau khi những hình ảnh trong bữa tiệc rò rỉ ra ngoài, truyền thông Anh đưa tin David Beckham đã tán tỉnh Kim ngay trước mặt bà xã Victoria. Theo tờ New Idea, khi nhìn thấy Kim xuất hiện, cựu danh thủ đã niềm nở âu yếm ngôi sao truyền hình và coi Victoria bên cạnh như người vô hình. Một nguồn tin của tạp chí này cho hay, nụ hôn của Kim dành cho David kéo dài khá lâu và những người xung quanh tin rằng họ đang tán tỉnh nhau. Không chỉ thân thiện cười nói, David còn khiến tất cả sững sờ khi ôm hôn vị khách quý lặn lội từ Mỹ đến. Chứng kiến màn chào hỏi có phần nhạy cảm này, netizen cũng không thể chắc chắn cái ôm mà David dành cho Kim là hoàn toàn trong sáng. Được biết đây là cách chào hỏi truyền thống ở Anh nên Victoria đã quá quen với hành động này của chồng. Tuy nhiên lý do này không thuyết phục được khán giả khi nhiều người cho rằng David nên cùng Victoria bắt tay và thăm hỏi xã giao với các vị khách thay vì ôm hôn Kim công khai trong bữa tiệc. Sau khi ly hôn người chồng thứ ba Kanye West, Kim Kardashian đã đưa ra một quyết định khiến ai nấy đều ngỡ ngàng, đó là trở thành luật sư. Để nối nghiệp người cha quá cố, Kim siêu vòng 3 đã bắt đầu theo học tại một trường luật để hiện thực hóa ước mơ này. Để đánh tan sự hoài nghi của khán giả, Kim siêu vòng 3 đã đăng ảnh ngồi học bài. Tuy nhiên kiểu học hành lạ đời của cô cũng khiến dân tình ngán ngẩm. Cô ngồi học bài chăm chú nhưng lại mặc bộ bikini mỏng manh như sắp đứt cùng những phụ kiện phô trương, còn ngồi tư thế phản cảm. Nhiều người đã chỉ trích và cho rằng mục đích chính của Kim là khoe body sôi thịt, còn việc học hành ôn tập chỉ là phụ. Thậm chí bạn thân của cô nàng cũng phải thốt lên khi chứng kiến màn sống ảo lộ liễu này. Dân tình càng phẫn nộ hơn khi phát hiện Kim không hề chuẩn bị bút viết và cầm sách ngược. Tranh cãi nổ ra và nhiều netizen cho rằng vợ cũ của Kanye West không tôn trọng luật sư và những sinh viên theo học ngành luật. Nhiều người lên tiếng yêu cầu Kim ngừng theo đuổi ước mơ làm luật sư và có lời xin lỗi đến công chúng vì những hình ảnh phản cảm này.